Sáng ngày 13 tháng 7, thêm 466 ca COVID-19 tại 7 địa phương. Bộ Y tế thông tin trong số này có một ca nhập cảnh và 465 ca lây nhiễm trong nước, 416 ca được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Số ca mắc mới chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long và Đồng Nai. Tính từ 19 giờ ngày 12 tháng 7 đến 6 giờ ngày 13 tháng 7 nước ta có 466 ca mắc mới, bệnh nhân 32.232.665. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 465 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 365, Long An, 52, Vĩnh Long, 23, Đồng Nai, 12, Phú Yên, 7, Tây Ninh, 5 Hà Nội, 1. Trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 29.154 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hòa Bình. Có 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Bắc Cạn, Cần Thơ, Thừa Thiên, Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đàn Nông, Quảng Nam, Nam Định. Về tình hình điều trị, số cam tính với SARS-CoV-2, lần 1, 339 lần 2, 130 lần 3, 70 số ca tử vong, 125 ca, số ca điều trị khỏi, 9.331 ca. Trong ngày 12 tháng 7, có thêm 15.901 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng cộng nước ta đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vaccine. Trong đó, số người đã được tiêm một mũi là 3.783.000. 505 người. Số người đã được tiêm đủ hai mũi là 280.367 người.